Xin kính chào quý cô bác, anh chị em và bạn bè chăn nuôi thân mến. Trong video này, mọi người có thể nhìn thấy là con heo con này có biểu hiện và đặc trưng nhất của bệnh E. coli xương phù đầu. Con heo con bơi kiểu mái chèo. Và còn ngoài cái biểu hiện này thì bệnh E. coli xương phù đầu còn biểu hiện các biểu hiện đặc trưng như là phù thủng vùng đầu này, mí mắt này, và phù ở vùng hầu chèn ép vào thanh quản, làm cho cái con heo con mắc bệnh kêu tiếng khàn so với những con heo không bị bệnh. Và triệu chứng thần kinh có như là co giật này và bại liệt chân sau. Giai đoạn mà con heo con bơi kiểu mái chèo này là giai đoạn sau của cái triệu chứng thần kinh. Và con heo con này sau biểu hiện kiểu bơi mái chèo này sẽ chết. Và trước đó thì cũng có biểu hiện triệu chứng khác như là đi đứng loạng choạng và không vững. Có một số con thì có biểu hiện thần kinh sẽ đâm đầu vào tường. Đó là những cái biểu hiện đặc trưng của cái bệnh E. coli xương phù đầu trên heo con. Và chúng ta có cái biện pháp phòng và điều trị bệnh như sau. Tôi xin chia sẻ với mọi người. Thì đối với biện pháp phòng thì chúng ta thực hiện phòng bệnh trên heo nái ở giai đoạn mang thai. Chúng ta có thể tiêm vaccine phòng bệnh E. coli xương phù đầu. Heo nái chúng ta sẽ tiêm 2 mũi. Mũi 1 là 4 tuần trước khi đẻ và mũi 2 là 2 tuần trước khi đẻ. Còn đối với con heo con thì khi mà đã có đàn bị mắc bệnh E. coli xương phù đầu trước thì cái vi khuẩn E. coli xương phù đầu này đã tồn tại trong môi trường chuồng nuôi. Do đó thì sau khi heo con đẻ ra thì chúng ta phải cho uống luôn kháng thể E. coli. Và được 14 ngày tuổi thì chúng ta lại tiêm một mũi kháng thể E. coli cho toàn đàn heo con. Và kèm theo đó thì chúng ta phải tập ăn sớm cho heo con, ăn ít. Bởi vì là cám heo con có chứa rất nhiều chất đạm và con vi khuẩn E. coli thì rất thích môi trường chứa nhiều chất đạm như này để con E. coli sẽ sinh trưởng và phát triển nhanh. Và giai đoạn sau khi cai sữa thì chúng ta sẽ trộn kháng sinh phòng bệnh cộng với men tiêu hóa chịu kháng sinh. Và cái kháng sinh trộn này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng kháng sinh như là Amcolis để trộn vào trong khẩu phần ăn của con heo con cai sữa. Còn về vấn đề điều trị thì cái bệnh E. coli xương phù đầu này tỷ lệ cứu chữa khi mà những cái cá thể mà mắc bệnh thì tỷ lệ cứu chữa khỏi rất là thấp. Nhưng mà chúng ta vẫn phải thực hiện biện pháp điều trị. Và chúng ta sẽ tách luôn những cái con có biểu hiện bệnh ngay ra khỏi đàn và cho vào một nơi yên tĩnh. Chúng ta sẽ cho nhịn ăn một ngày và sau đó chúng ta chỉ cho ăn thức ăn thô xanh. Rồi đến biện pháp tiếp theo thì chúng ta sẽ tiêm toàn bộ đàn bằng cái điện giải glucocase kết hợp với kháng thể E. coli, tiêm một lúc glucocase và kháng thể E. coli. Sau đó chúng ta mới sử dụng kháng sinh để điều trị và chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh có nhóm enzofloxacin và liều dùng theo chỉ định. Và cái kháng sinh này chúng ta sẽ điều trị trong 3 đến 5 ngày liên tục. Kèm theo đó thì chúng ta cũng tiêm bổ sung thêm thuốc bổ tăng cường sức đề kháng cho con heo. Và tất nhiên là chúng ta cũng phải đi kèm với đó là những biện pháp an toàn sinh học cũng như là vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, nền chuồng. Chúng ta sẽ lau sàn chuồng bằng những cái chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh tồn tại ở trong chuồng nuôi. Dạ vâng, trên đây là những chia sẻ của tôi về bệnh E. coli xương phù đầu để kính gửi đến các bác. Kính chúc các bác chăn nuôi thành công và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo ạ.